Quỳnh Anh sinh con trai đầu lòng, Duy Mạnh chính thức lên chức bố trẻ. Gia đình vợ chồng cầu thủ Đỗ Duy Mạnh Quỳnh Anh hạnh phúc đón chào thành viên mới. Tối ngày 4 tháng 9, trên trang Facebook cá nhân của mình, cầu thủ Duy Mạnh đã đăng tải hình ảnh đầu tiên của thiên thần nhỏ, kèm dòng trạng thái: "Xin chào con là Ú." Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng yêu của bé Ú, trong bộ đồ sơ sinh mắt nhắm tịt, đôi môi mỉm cười, và điểm đáng chú ý là chiếc mũi cao, cùng làn da trắng hồng hào, xinh xắn. Bức ảnh được đăng tải đã nhận về hơn 100.000 lượt like và hàng nghìn lượt bình luận chúc mừng tới từ gia đình, bạn bè thân thiết và những người hâm mộ dành cho cặp đôi, được xem là đẹp nhất của làng bóng đá. Cầu thủ Văn Toàn, Quế Ngọc Hải, Phạm Đức Huy, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Tiến Linh, hậu vệ Bùi Tiến Dũng, thủ môn Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Trinh, Anh Đức, Trọng Hoàng, cùng rất nhiều người anh em, bạn bè trong đội tuyển quốc gia Việt Nam, đều gửi lời chúc mừng tới vợ chồng Duy Mạnh và bé Ú. Trước đó, để chuẩn bị đón thành viên mới chào đời, Quỳnh Anh, vợ cầu thủ Duy Mạnh, đã chuẩn bị hẳn một tủ quần áo trẻ sơ sinh, với đầy đủ kiểu dáng, màu sắc để dành cho con trai đầu lòng của mình. Trước đó, để chuẩn bị đón thành viên mới chào đời, Quỳnh Anh, vợ cầu thủ Duy Mạnh, đã chuẩn bị hẳn một tủ